Quý vị thân mến, mỗi talk show như là góc nhìn ngược sáng về người nghệ sĩ để họ có thể thể hiện rõ hơn nét đẹp của họ, những điều chân thật nhất của họ với khán giả. Hôm nay ai sẽ cùng đến với chương trình? Hãy cùng đến với Studio H9 hẹn cuối tuần. Gái mà suốt ngày đóng kịch, đóng phim gì cũng đi mê hết, em có sợ mất duyên không? Thôi ghê lắm, đừng chọn Nhi, đừng kêu đến lên casting. Bị ghét, rồi bị hâm đánh, này kia vậy đó anh, bị hâm dọa, bị ghét, bị hất đi ăn xoài, căng tin bị hất gì nữa. Có phải là bởi vì là cô đã làm cho mọi người sợ hãi cô vị gà không? Cái công ty của tôi ngoài việc bán khô gà còn có lạp xưởng tươi, ba tê của ba tôi làm. Nếu mà cái số này phát sóng thì mình cũng nên tặng khô gà ngược lại cho chương trình đó. Sự mong chờ của Tùng mỗi tuần lễ đều rất lớn để được gặp gỡ những nhân vật mà Tùng yêu quý gửi gắm đến cho quý vị. Và tuần này thì sự mong chờ còn lớn hơn nữa, bởi vì Tùng sẽ được gặp gỡ một trong những cô em mà Tùng vô cùng yêu quý, đó chính là diễn viên Diệu Nhi. Diệu Nhi xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em xin chào anh Tùng. Trời, mời em khó quá luôn á. Không phải, tại vì em đi phim sitcom cho nên là lịch là phải theo các anh chị diễn viên lớn, cho nên là họ lóc hết một dãy của cô em. Cô chắc bây giờ cô chưa lớn á. Chưa, em là thuộc dạng là có người nói em là diễn viên trẻ mới chớm nữa mà. Rồi, phải không? Đúng rồi. Chỉ là mới chớm lên thôi. Là em năm nay nhiêu tuổi rồi? Trời, năm nay em mới có 22 tuổi chứ mấy. Ủa thiệt luôn hả? Nhỏ xíu vậy luôn hả? Thiệt mà. 22 tuổi mà quá nhiều những vai diễn xuất sắc không thưa quý vị? Không có, em nói dở. Em sinh năm 91. Cái tự nhiên em cảm thấy có lòng trắc ẩn. Có lỗi với anh Tùng. Sao anh Tùng tin dữ vậy trời? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có 5 câu hỏi nhanh dành cho Diệu Nhi để bắt đầu chương trình quý vị nha. Năm câu hỏi nhanh dành cho Diệu Nhi như sau, em sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Câu số 1, không làm diễn viên Diệu Nhi sẽ làm nghề gì? Cái câu hỏi này là cái ý nghĩa của mình nhanh. Không, em sẽ làm người mẫu. Người mẫu. Câu hỏi số 2, vai diễn đầu tiên? Tiểu thư Lọ Lem. Câu số 3, vai diễn tâm đắc nhất? Ở mỗi thời điểm em đều tâm đắc với cái vai diễn của mình hết, nhưng mà ở thời điểm hiện tại vào cái năm nay thì vai diễn em tâm đắc là Vu Vi Đại Náo. Rồi, câu số 4, nói gì về chiến dịch chống ế? Thanh xuân của em. Câu số 5, vai diễn mong chờ nhất, thể loại vai mong chờ nhất? Vai tự kỷ. Tự kỷ. Và đó là 5 câu hỏi nhanh mà chúng tôi dành cho Diệu Nhi. Bây giờ mình quay trở lại nè. Em thích làm người mẫu lắm hả? Dạ đúng rồi. Thiệt luôn hả? Dạ thiệt. Là hồi nhỏ lớn nên là mơ ước là người mẫu chứ mà diễn viên? Dạ hồi nhỏ là mỗi lần mà ăn uống với lại tụ họp đại gia đình lại với nhau á, là cả nhà hay kêu em đi người mẫu lắm. Rồi em quấn mền quấn chăn đi người mẫu vậy nè. Rồi sao rồi không làm? Tự nhiên lớn lên ngoại hình em nó phát triển, nó ngưng lại. Đáng ra người mẫu còn phải lên nữa thì nó tới đây em đang nghĩ nó lên nữa nhưng mà ngưng lại. Thì em sẽ không làm người mẫu luôn. Mà lúc đó em có buồn không? Lúc em thấy mà mọi người bắt đầu cao lên nữa mà mình dừng lại, em có buồn không? Dạ không buồn, em nghĩ là mình không hợp, chắc là mình phải kiếm một cái nghề khác thôi. Và lúc đó em đã biết là mình hợp với diễn viên chưa? Dạ chưa. Vậy thì tiếp theo đó là em làm cái gì? Em theo cái gì? Chưa bao giờ em nghĩ là em hợp với nghề diễn viên hết. Wow. Chỉ là em là một người, khi mà em đi học tiểu học, trung học và cả cấp 3 nữa thì em rất là năng nổ, rất là năng động nữa. Cuối năm cấp 3 là bạn bè chuẩn bị là điền vô những cái tờ nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 đó. Thì lúc đó em nghĩ là phải đi làm ngân hàng thì mới có tiền. Xong rồi bạn em nói là đi thi thêm nhiều trường đi, tại vì có mấy nguyện vọng nữa thì mọi người rủ đi đi thi trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà em nghĩ ủa sao mà thi được, mình đâu có bao giờ mình nghĩ mình trở thành diễn viên đâu. Thì tụi nó nghĩ cứ đi thi đi, đâu có, nhiều khi đâu có chắc là mình đậu đâu. Mà em cũng không có chuẩn bị gì hết, em chỉ thấy sao đi thi vậy, rồi làm văn thi văn, rồi vô tiếp vòng trong là bắt đầu là thi năng khiếu, rồi coi tay chân hình thể, rồi hát, rồi đọc thơ, rồi coi giọng của mình có bị gì không. Thì cái em đậu vô trường luôn, bắt đầu dẫn dắt em đi luôn. Bây giờ thì đã giỏi hơn và đẹp hơn rồi đúng không? Dạ, cho nên là mới có những cái vai diễn rất là được yêu thích. Mà một trong những cái vai đó mà lúc nãy Diệu Nhi con nhắc đến chính là vai ở trong phim Vu Quy Đại Náo. Dạ. Bộ phim này được khán giả rất là yêu thích. Và cái bộ phim này cũng cho thấy là em không có chỉ là một cái diễn viên hài mà gọi là tưng bừng rộn rã rồi hơi khùng khùng, mà thả thính ác liệt lắm.
khả năng đó là tự trời cho em hay là em phải luyện tập vậy? Em hả? Em không có được trời cho là bản năng đi cua chai chinh phục đàn ông đâu. Vậy hả? Em không có. Thiệt không? Dạ em nói thiệt luôn. Ở ngoài đời cái sự gọi là người khác giới với em nó vô cùng vụng về này kia, nó không có phải như trong phim đâu. Thật ra cái phim Vui Đại Náo này khi được hiệu ứng thì em cũng vui lắm anh. Thật sự vui tại vì mình không có hy vọng quá nhiều. Nhưng mà cũng xung quanh những cái lời ý kiến mà khen thì tất nhiên cũng sẽ có những cái lời chê, những cái lời góp ý là cái vai này thật ra nó dễ thương, nó hay. Nhưng mà em chưa có thật sự một cái gì đó nó đột phá trong cái khả năng diễn xuất của em. Em xem đó là một cái lời góp ý và nó cũng là một cái động lực để cho mình có những cái dạng vai tưng bừng khói lửa, những cái dạng vai mà em phải đòi hỏi phải kỹ năng diễn xuất của em khác đi nhiều hơn nữa. Ít ra thì em cũng đã được khen dễ thương và đặc biệt nữa là không có ai nói em diễn bị kịch. Cái đó là cái điều đáng sợ của những diễn viên hay đóng kịch đúng không? Dạ. Mà qua điện ảnh. Có rất là nhiều người họ nói em sao nhận phim điện ảnh nhiều quá vậy? Có những cái vai á nó đâu có cái gì để mà em khai thác đâu, nó cũng không có cái gọi là cái đó không phải là không có dự án tốt để mà khiến cái tên em nó đi lên nữa. Và nhiều khi nó cái dự án đó nó còn làm cho cái tên của em nó đi xuống. Nhưng mà riêng bản thân em á thì em suy nghĩ là bản thân mình không phải là một người diễn viên một bộ phim điện ảnh cái vụt sáng lên thành sao. Và bản thân mình cũng không có một cái kỹ năng gì, cũng không có một cái trường lớp gì để mà dạy mình diễn điện ảnh là như thế nào. Thì bắt buộc mình phải đi phim điện ảnh và ở mỗi bộ phim, ở mỗi ekip khác nhau là tiếp xúc với diễn viên và ekip khác là em học được một chút. Em xem cái đó là cái trải nghiệm của tuổi trẻ mình và em học hỏi. Chỉ cần khơi gợi cho cô ấy thôi là cô ấy sẽ nói rất là đã đời về những cái vai diễn và cũng như là cái sự chăm chút của mình đối với nghệ thuật diễn xuất. Và Tùng tin chắc rằng là với một người yêu nghề như vậy thì sẽ còn đi xa hơn nữa. Nhưng mà đây chỉ mới là phần khởi động của chương trình thôi. Bây giờ thì chúng ta đầu tiên là mời em uống một chút xíu cho nó hơi sương sương, nói cho nó đã. Chúng ta sẽ đi đến từ khóa đầu tiên của chương trình dành cho em nha. Duyên. Tại sao là duyên thưa quý vị? Xin được phép bật mí với quý vị thêm một điều nữa luôn. Đó là trong thế giới của những người làm công việc về biểu diễn, ví dụ như diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh hoặc là về truyền hình như là người dẫn chương trình là MC chẳng hạn, thì anh chị em chúng tôi rất là thích chữ duyên. Nếu mà ai khen mình là đẹp quá, xinh quá, hay quá thì chưa chắc mình vui bằng nó là mình duyên quá. Và rõ ràng là đối với Diệu Nhi ở vai trò là một người quan sát thì Tùng cảm thấy đây là một nhân vật có cái chữ duyên rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay mình sẽ khai thác chữ duyên theo nhiều khía cạnh khác nhau. Đầu tiên là duyên số. Thì thật ra cái phần duyên số là hồi nãy mặc dù chưa hỏi nhưng mà Diệu Nhi cũng nói rồi. Em cũng không có giống nhiều người khi đến đây nói về cái con đường đi. Có nhiều người nói là em ước mơ từ nhỏ rồi, phải đi vô thôi. Còn Diệu Nhi của chúng ta lại là người ngay từ đầu không nghĩ là mình đi theo con đường này. Thậm chí là không nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ nổi tiếng và được yêu quý như ngày hôm nay. Đó là cái duyên số. Nó minh chứng là cái nghề này chọn em. Em cũng thấy vậy. Bây giờ mình qua cái duyên thứ hai là duyên nghề. Có nghĩa là thiệt ra một năm thì số lượng diễn viên được đào tạo khá là lớn, nhưng mà không phải người nào cũng có chỗ để mà làm việc. Nhất là không phải người nào cũng tỏa sáng. Số lượng tỏa sáng gần như là chỉ trong một bàn tay thôi. Và Diệu Nhi là một trong những người như vậy. Diệu Nhi có muốn mình trở thành diễn viên hài ngay từ đầu hay không? Hay là từ đầu là muốn làm diễn viên gọi là những cái vai đào thương, đào khổ này kia thôi? Thật ra ngay từ đầu em học trong trường sân khấu á, em không biết em diễn gì hết trơn á. Không biết là mình có duyên hài hay là mình diễn hài có duyên. Anh biết không, em diễn tới bây giờ luôn là do cái bản năng ở trong con người em. Có những lúc á em diễn kịch chẳng hạn, có những cái sơ sẩy hay là những cái câu thoại gì đó, hay là em quên hay là gì đó, thì em bộc phát ra. Em bộc phát ra em nói thì khán giả cười. Khán giả cười xong nó, ủa sao khán giả cười vậy ta? Cái em đi vô em suy nghĩ lại, em mới vừa nói cái gì, tại sao khán giả cười? Nó hợp với cái tình huống đó, hợp với cái nhân vật đó cho nên khán giả mới cười. Là nhiều khi là vậy luôn á, em diễn bản năng nhiều hơn là kỹ thuật. Rồi nếu như mà ngày hôm nay với một cái chặng đường đã thành công với những cái vai hài liên tục như vậy, có khi nào Diệu Nhi nghĩ rằng là trong tương lai gần mình cũng sẽ thử lại một cái dạng vai nó nặng ký hơn về mặt tâm lý? Hồi nãy em nói là em rất là chờ vai tự kỷ, thì anh nghĩ đó cũng chính là một trong những cái khát khao để được thể hiện cái màu sắc khác của mình đúng không em? Dạ đúng rồi. Tại vì bây giờ khán giả còn
thương em, còn mê em diễn cái hài quá. Và nhà sản xuất cũng biết được cái điều khán giả mong đợi thì người ta lại có nhiều cái dự án hài thì kêu em. Nhưng mà bản thân em thì vẫn rất là khát khao những cái vai diễn khác để thể hiện cho khán giả thấy là ồ, ngoài diễn hài ra em còn khả năng là diễn những cái khác nữa. Chứ mọi người đừng nghĩ em là diễn viên hài Diệu Nhi. Em là diễn viên Diệu Nhi thôi chứ không phải là diễn viên hài. Rất nhiều người đang chờ Diệu Nhi ở những màu sắc khác, bởi vì Diệu Nhi vẫn là một diễn viên trẻ và đây chỉ mới là một mặt của Diệu Nhi thôi, còn những mặt khác cần phải được khai phá. Tôi tin là các đạo diễn hoặc là các nhà sản xuất đang theo dõi chương trình này cũng sẽ tạo cơ hội cho Diệu Nhi thể hiện cái thế mạnh khác của cô ấy. Bây giờ mình đi qua cái chữ duyên tiếp theo là duyên dáng. Duyên về bên bề ngoài á, Diệu Nhi có công nhận với khán giả là Diệu Nhi là một người điệu không? Có phải không? Có chăm điệu. Chút bề ngoài dữ lắm phải không? Điệu hồi nhỏ rồi. Từ nhỏ xíu luôn. Từ nhỏ xíu là mỗi ngày đi học là ba phải thắt một kiểu tóc. Đến năm cấp 2, điệu quá bị người ta ghét. Tại vì học sinh mà anh, mấy đứa mà cá tính á, mấy nhỏ nào điệu điệu là quỷ gì điệu dữ vậy trời, kiểu vậy á anh, là bị ghét rồi bị hâm đánh này kia vậy đó anh, bị hâm dọa, bị ghét, bị hất đi ăn xoài, căng tin bị hất vậy nè. Điệu quá, bớt điệu. Bớt điệu, bớt điệu từ từ đến bắt đầu năm cấp 3 bớt điệu rồi, nhưng mà sau này điệu lại. Thật ra là Diệu Nhi là người điệu có lý, tại vì tôi thấy là càng ngày càng đẹp lên. Dạ. Nếu mà so với hồi Chiến dịch chống Ế tới giờ là đẹp hơn dữ lắm rồi đó. Cái phim Chiến dịch chống Ế là cũng là một cái tác nhân nó làm cho em phải thay đổi cái tư duy suy nghĩ của mình về cái việc diễn viên là chỉ cần diễn xuất giỏi chưa đủ. Sau này khi đóng xong phim thì bên nhà sản xuất có tâm sự thiệt với em là ngay từ đầu là thầy em đã giới thiệu em rồi, bởi vì cũng quen biết nhà sản xuất. Nhưng mà nhà sản xuất không đồng ý, bởi vì đứng với chị Sĩ Thanh và chị Gia Gia thì hai chị lúc đó là rất rất là đẹp và được mọi người yêu thích, thì đưa em vô làm ba người bạn không có được cân xứng về cái nhan sắc ngoại hình này kia. Thôi ghê lắm, đừng chọn Nhi, đừng kêu nó lên casting. Thì sau khi em nghe được câu chuyện hậu trường đó thì em nghĩ đã đến lúc mình phải thay đổi. Đúng rồi, mình cố gắng cho nghề, cho cái khả năng của mình, nhưng mà mình cũng phải chăm chút xíu làm sao cho cái bề ngoài của mình nó chỉnh chu. Rồi, nãy giờ mấy cái duyên rồi ta, ba cái rồi. Giờ tới cái duyên may. Duyên may có nghĩa là trong cái nghề của mình nó cũng cần cái sự may mắn. Bởi vì có rất là nhiều người, người ta cũng có tài năng, thậm chí là cũng có nhan sắc, nhưng mà mình dùng một cái từ nó gọi là hơi trong nghề một chút là gọi là đèn không hắt tới. Có nghĩa là em ra mà không có sáng. Rất là nhiều người như vậy, nhưng mà Diệu Nhi thì rất là sáng. Cho nên đó là em có cảm thấy là em may mắn không? Em cảm thấy em cực kỳ may mắn luôn, bởi vì so với cái tuổi của em là em được mọi người biết đến quá sớm luôn. Khi mà những cái anh chị đi trước phải mất thời gian 10 năm, 15 năm mới được khán giả biết đến. Thì em xuất hiện lúc mà thời đại công nghệ bắt đầu phát triển mạnh, thì bắt đầu cái hình ảnh của em được lan tỏa rộng hơn, thì em cảm thấy em rất là may mắn. Nếu mà theo dõi sân khấu kịch thế giới trẻ thì sẽ thấy là cái lứa diễn viên nữ trẻ tụi em á, là có những cái ngôi sao mới như là Diệu Nhi nè, rồi Khả Như nè, Nam Thư đó, thì có ý kiến cho rằng là các diễn viên nữ, diễn viên hài á, diễn theo cái kiểu hài nó đang bị giống nhau. Vậy thì nếu để trả lời cho câu hỏi đó thì em nghĩ là cái nét riêng của Diệu Nhi là gì? Là khi người ta nhìn em, người ta nói ê Diệu Nhi kìa. Chứ người ta không nói ê Thu Trang nhỏ kìa, Nam Thư 2 kìa, hay là Khả Như 3 kìa. Em chỉ cần khi em bước ra đường, khán giả nói ê Diệu Nhi kìa, ê Diệu Hiền kìa, ê Linh Đan kìa, ê bà Thu Hiền, bà Thả Thính kìa. Thì em nghĩ cái nét riêng của em là khán giả cho em câu trả lời. Còn bây giờ sẽ tiếp tục là duyên phận. Duyên phận thì có hai cái điều lớn nhất muốn hỏi. Chuyện đầu tiên á là thiệt sự là tại sao cứ đóng kịch rồi đóng phim, đóng cái gì cũng ế hết vậy? Là tại vì là ở ngoài cũng ế xong rồi biết cách ế hay sao? Em nghĩ là do ngoại hình quá. Hay là do Chiến dịch chống ế làm cho em ế luôn? Chắc vậy á, chắc ác dí em luôn. Tự nhiên đóng Chiến dịch chống ế cái nổi lên á, cái nào cũng là chữ ế, cái dí vô chữ ế luôn. À, thấy mấy cái vai sau này toàn là em đi mê người ta mà. Thì bởi vậy. Hình như em không có được đạo diễn ưu ái cho mấy cái vai mà người ta mê em. Nhan sắc anh. Mình không có nhan sắc để mà vừa vô khung hình thành thơ để mà người ta phải ôi đẹp quá vậy trời, thì nội không có thơ anh ơi. Cho nên là không có được vai ngọc nữ được người ta mê. Thôi phải chịu, phải đi mê người ta. Cũng rồi đi, phim nào cũng đi mê người ta hết trơn á. Nên là bất chấp luôn. Em có sợ mất duyên không?
gái mà suốt ngày đóng kịch đóng phim gì cũng đi mê hết người kia, mà không phải là mê mà được đâu nha, hiếm khi mê mà được lắm. Cái Quy Đại Náo là một trong những tác phẩm hiếm thôi mà đúng. Cái vai của Diệu Nhi được mê lại, dạ, chứ đúng. Không bình thường là con trai nó sợ lắm. Em cũng không sợ bị mất duyên ngoài đâu. Dạ. Bởi vì đây là chỉ là pha diễn thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Chứ không phải bên ngoài mình phải không? Dạ. Vậy thì hỏi câu bên ngoài luôn, nhiều khán giả muốn biết lắm là cái lời đồn mà anh Tú với Diệu Nhi là một cặp đó đúng không? Dạ thì mọi mình, người thấy sao thì là vậy thôi. Là đúng đúng không? Tại anh phải là... khẳng định giùm ta thôi à. Chứ anh cũng không có, thiệt sự là anh cũng không quan tâm. Anh nói thiệt với em thì luôn á. Thì đừng quan tâm thì đừng hỏi nữa mà. Không có, anh không có quan tâm. Nhưng mà khán giả người ta hỏi xong người ta viết thư vào cho chương trình, người ta nói là hỏi giùm. Cho em coi ai viết thư vậy? Ở trên Facebook phong mấy đứa. Có rõ ràng. Anh không có nói sai. Hôm nay anh cũng không khai thác cho đúng cái con người thật của anh. Anh chỉ hỏi đúng một câu bề ngoài thôi. Một câu bề ngoài để khán giả yên lòng là có hay không. Bản thân em không có thích giấu một cái gì hết. Ừ. Cứ lặng lặng như vậy đó. Nhưng mà khi người ta đã biết, em cũng không phủ nhận. Có nghĩa là có sao để vậy người ơi. Dạ đúng rồi. Rồi, cho nên là hôm nay Tùng đã làm đúng cái vai trò mà các bạn khán giả gửi gắm rồi nha. Còn cái câu trả lời có thỏa mãn các bạn hay không là do các bạn lắng nghe Diệu Nhi nói. Gần đây tôi có thấy là trên báo chí Diệu Nhi có chia sẻ là Diệu Nhi sẽ lo lắng cho ba mẹ xong rồi mới nghĩ tới mình. Tại vì một khoảng thời gian ngày xưa rất kinh doanh rồi buôn bán này kia, nó có nhiều cái trục trặc. Thì ba mẹ em không có được cái sự hưởng thụ trong cuộc sống. Lúc nào trong suy nghĩ là cũng phải kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền thôi, rất là cực. Nhưng mà đến lúc em đã có được ngày hôm nay và em kiếm được thu nhập cho gia đình rồi, thì đã đến lúc em muốn ba mẹ em phải thoải mái, phải thư thả và phải hưởng thụ cuộc sống. Rồi lỡ cái việc đó nó kéo dài quá rồi lỡ duyên mình thì sao? Dạ không, em có để dành đó rồi thì à, chia ra rồi. Chia quỹ thời gian và dạ, quỹ tiền bạc và thời gian chia đều. Dạ. Giỏi quá hay không? Đây là một nhân vật rất là coi duyên. Và cái duyên đó nó có thể là trời cho, nó có thể là sự cố gắng cá nhân, nó có thể là chuyện tình yêu. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cô ấy cũng đang cống hiến cái duyên đó cho nghệ thuật. Và đang là một người đã tạo ra rất là nhiều những giá trị khác nhau mà chúng ta đang yêu quý. Cảm ơn Diệu Nhi và chúc mừng em. Cảm ơn anh. Ai nói tới đây cũng sợ giải trí hết, tại vì sợ bị thử thách rồi này kia, nhưng mà không có gì khó hết đâu em. Rất đơn giản. Bây giờ vì em là diễn viên cho nên là anh sẽ có một cái trò chơi dành cho diễn viên tại đây mà khán giả rất là yêu quý, đó là trò chơi được mang tên là diễn xuất hoán đổi. Có nghĩa là sẽ có rất là nhiều dạng vai khác nhau mà sau một cái hiệu lệnh vỗ tay đổi thì em sẽ đổi qua cái vai khác trong một cái câu chuyện được quy định. Được chưa? Và ngày bình thường thì là cái trò chơi này phải chơi 2-3 người lận để đổi qua đổi lại. Nhưng hôm nay á, là thưa quý vị, lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy là một mình Diệu Nhi sẽ cán đáng hết chỉ một vai thôi. Đó là một cô gái bị ế. Nhưng mà sẽ là từng độ tuổi khác nhau. Bắt đầu sẽ là một cô gái rất là dễ siêu lòng, rất là dễ siêu lòng các bạn trai ở độ tuổi 18, nhưng mà không có con trai đam mê mình hết. Đó, xong lại vỗ tay một cái sẽ đổi lên là một cô gái ở lứa tuổi 25 bắt đầu đi làm nhưng mà cũng không một ai mê mình hết. Vỗ tay một cái sẽ lên 35 là lứa tuổi mà ai người ta trong độ tuổi của mình cũng yên bề gia thất, mình vẫn chưa có gì hết. Và vỗ tay một cuối cùng là lên 45 là nhìn lại cuộc đời, ủa sao không có một người đàn ông. Và điều quy định thứ hai đó là cái cô gái này sẽ tâm sự với khán giả trong một talk show về cái sự ế ẩm của mình, tại sao mình ế, đồng thời bán khô gà. Anh quy định là cái ly này là khô gà nha. Đó, em bán xem, bán. Trời ơi, khó lắm á. Đổi tuổi là tâm lý thay đổi rồi, rồi mọi thứ thay đổi theo, giọng nói thay đổi, cử chỉ thay đổi ha. Rồi bây giờ sẽ là cô gái 18 tuổi, vô. Năm nay em 18 tuổi, nhưng mà em vẫn chưa có người yêu. Bạn bè của em có nhiều người yêu dữ lắm, nhưng mà bởi vì em phải dành thời gian, em nối nghiệp gia đình là hàng ngày em phải đi ra chợ, em chọn gà cho mẹ nè, rồi sau đó là về luộc xong rồi xé ra, rồi xào, rồi làm khô gà nè. Chính vì vậy mà phần lớn công việc của em là dành cho gia đình, em chưa có người yêu. 25 tuổi. 25 tuổi.
sau một thời gian em tìm hiểu về khô gà cùng với gia đình thì từ năm 18 đến 25 em cũng chưa có căn bản để làm khô gà. Chính vì vậy mà em tiếp tục học hỏi và em dành quá nhiều thời gian để em học, cho nên là em cũng không có thời gian để yêu. 35 tuổi. Khi mà mình quá thành công cái lĩnh vực kinh doanh, để thành công thì người con gái phải rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường và làm rất là nhiều thứ. Chính vì cái sự mạnh mẽ trong cái sự nghiệp của mình thì không có đàn ông nào dám đến gần mình hết. Và vì vậy là mình chưa có cái cơ hội để mà mình yêu. 45 tuổi. Đến bây giờ thì mọi người cũng đã biết được là khô gà của tôi cũng đã vang danh khắp thế giới. Đến cả những người nước ngoài, những người Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là Thái Lan hay là người Mỹ đi chăng nữa thì ai cũng đọc rất rõ số điện thoại của gia đình tôi, 0933 70 bằng tiếng Việt. Cảm ơn mọi người. Cả những chị phải nói ôm lại, chị 45 tuổi rồi chị ôm lại. Người ta nói chị đừng có quên. Chị đừng có quên ha. Chị cũng đang ở trong cái talk show, chị 45 tuổi chị cường gạch ngẽo thì đâu có được. Chị phải đàng hoàng. Lúc này bây giờ chị đang là một cái doanh nhân nổi tiếng thế giới, cho tôi hỏi tiếp nè. Thật ra là chị nói là chị không có thời gian để yêu, chị lo bán khô gà, hay là tại vì không có ai mê chị hết? Cả hai. Bởi vì đến 45 tuổi thì cái người mà cái tiêu chí của tôi muốn hướng đến để mà có một cái đời sống lâu dài của tôi thì cái người đó phải chững chạc hơn tôi. Có nhiều vấn đề. Và nhưng bây giờ tôi nghĩ là tôi cũng không muốn có tình yêu nữa bởi vì đã quá lâu. Nhưng mà tôi lại nghe những cái lời đồn thổi về nữ doanh nhân Diệu Nhi chuyên về khô gà rằng không phải là cái vấn đề là cô tìm một cái người lớn tuổi hơn mình mà không có, mà vấn đề là cái người mà cô tìm là phải mê ăn khô gà. Mà trong suốt những năm tháng từ năm cô 18 tuổi đến năm 65 tuổi, 45 tuổi thì có nghĩa là bao nhiêu năm tất cả thưa quý vị? 18 tới 45 thì 45 trừ cho 18 là 27 năm. 27 năm. Điều đó có nghĩa là trong 27 năm qua là những người gắn bó với cô đều bỏ cô từ từ, là bởi vì người ta ăn ngán cái món đó quá rồi. Có phải là bởi vì là cô đã làm cho mọi người sợ hãi cô vì gà không? Cũng có lý do đó. Vì vậy cái công ty của tôi ngoài việc bán khô gà còn có lạp xưởng tươi 3T của ba tôi làm. Và bây giờ là có du nhập thêm cá khô. Và thậm chí là cô đã bán lên khô gà lên cả các cái chương trình mà các vở kịch mà cô diễn, cô lên cô cũng bán khô gà luôn, đúng không? Tại vì đó là cơ hội để mình truyền bá rộng rãi nhất. Và mọi người chửi bới mình sao cũng được, miễn sao mình có cơ hội đọc lên số điện thoại của gia đình mình. Và kính thưa quý vị, cái talk show năm 45 tuổi này của doanh nhân Diệu Nhi, cái mục đích cuối cùng của chúng tôi đó chính là muốn nhắn nhủ đến các những bạn trẻ rằng là hãy hy sinh cả thời thanh xuân của mình để bán khô gà. Các bạn sẽ có được một cái sự nghiệp vô cùng phong phú, vô cùng nổi tiếng, nhưng đặc biệt là tên tuổi của mình sẽ luôn luôn gắn với khô gà. Và đừng quên số điện thoại của gia đình Diệu Nhi, 0933 70. Nếu mà cái số này phát sóng thì mình cũng nên tặng khô gà ngược lại cho chương trình đó. Chúng ta vẫn còn một phần nữa để lắng nghe ý kiến của Diệu Nhi về một vấn đề xã hội. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và ngày hôm nay thì cùng với Diệu Nhi chúng ta sẽ cùng đến với vấn đề mà chúng tôi đưa ra thưa quý vị. Xin lỗi và cảm ơn. Vào ngày hôm nay thì chắc là sẽ hơi vô lý khi mà khán giả theo dõi chương trình cũng đã lớn tuổi rồi mà chúng ta lại nói về lời xin lỗi và cảm ơn. Dường như điều này chỉ nằm trong sách gọi là đạo đức lớp 1, hoặc là các bạn rất là bé, các con nhỏ xíu á, được mang bài dạy về xin lỗi và cảm ơn. Điều nghe có vẻ chừng như là vô lý, nhưng trên thực tế là thưa quý vị, trong cuộc sống rất là bộn bề và đôi khi quá vội vàng, quá ồn ào này, nhiều người lại quên xin lỗi và cảm ơn đúng lúc. Tôi rất là muốn nghe ý kiến của Diệu Nhi về khi mà nhìn thấy chữ xin lỗi và cảm ơn. Em nhìn thấy xong
em cũng thấy mình ở trong đó. Đôi lúc em quên cảm ơn cái người mà vừa bưng giùm em đồ ăn ra bàn, bởi vì em cầm điện thoại. Xong rồi đôi lúc em bước ra cửa có chú bảo vệ mở cửa ra nè, đi đi con, thì em cũng quên luôn, bởi vì em đang phải nói chuyện với bạn của em. Thì đôi lúc trong cuộc sống nó có nhiều cái mà mình không có kiểm soát được, nó nhanh quá. Dĩ nhiên có nhận ra rằng hình như người ta không cảm ơn, không xin lỗi không phải là vì người ta không nói được, mà bởi vì người ta ngại không? Ví dụ ở trên đường đi mà mình lỡ va vô cái xong cái mình ngại quá, thôi mình đi luôn. Dạ, đúng để rồi. Cho người ta đừng có nói gì mình, để mình đỡ phải nói xin lỗi ngại quá chẳng hạn như vậy. Cũng có người, ví dụ tôi nói là trong trường hợp không phải là cố tình, có người mở cửa cho Diệu Nhi rất là muốn cảm ơn nhưng mà ngại, tự nhiên chuyện nhỏ xíu cảm ơn kỳ. Dạ, đúng rồi. Cái không cảm ơn luôn. Em nghĩ nhiều khi nó là cái thói quen ngay từ nhỏ của mình nữa. Nếu như mà mình không làm nó nhiều á thì lớn lên là mình quên nó luôn, rồi mình thấy ở cái đó nhỏ xíu mà. Em nghĩ như vậy. Anh là một trong những khán giả rất là chịu khó đứng lên vỗ tay khi hết vở kịch. Nhưng mà anh nhìn xung quanh cái anh bị mắc cỡ á. Cái mình đứng lên vỗ tay cái xong cái không ai đứng hết, mặc dù người ta cũng đang vỗ tay. Cái mình thấy ồ sao mắc cỡ quá, thôi ngồi xuống. Nhưng mà anh hỏi diễn viên nè, nếu mà diễn viên thấy có người đứng lên vỗ tay có nghĩa là lời cảm ơn người ta dành cho mình rất là trân trọng á, mình có yêu quý họ không? Dạ có anh. Rất là hạnh phúc luôn á. Ví dụ khi mà tụi em diễn sắp hết rồi, ai cũng biết là sắp hết rồi mà khán giả đứng dậy đi về. Cái tiếng ghế á cập cập mình cảm giác ôi chết rồi, bữa nay mình diễn có cái gì không mà khán giả bỏ về sớm quá. Mặc dù em biết là nhiều khi khán giả muốn là đi xuống cho vắng để dễ lấy xe hơn, nhanh hơn, nhưng mà trong lòng mình vẫn có một cái gì đó rất là khó chịu trong lòng, cũng rất là buồn trong lòng. Thật ra thì em cũng không cần 300+ khán giả đứng lên đồng loạt mà vỗ tay đâu. Em chỉ mong là khán giả đừng có đi về sớm quá trong lúc mà tụi em còn đang diễn, bởi vì tụi em nghe được cái âm thanh tiếng ghế cho nên cái cảm xúc trong tụi em sẽ bị tuột liền. Cho nên em chỉ cần khán giả coi đến cuối giờ và ngước lên sân khấu vỗ tay cũng được. Khán giả nào mà yêu thích yêu thương tụi em quá thì có thể đứng lên cũng được, chỉ mong là khán giả đừng bỏ về sớm là được. Còn một khía cạnh nữa nha, đó là chúng ta quên mất những lời cảm ơn và xin lỗi dành cho những nhân vật đang mỗi ngày cống hiến cho cuộc sống một cách âm thầm. Tôi nói ví dụ như có bao giờ chúng ta cảm ơn những cái anh đứng ở ngoài nắng, những anh giao thông đứng ở ngoài nắng để mà điều phối xe hay không? Hay là hễ mà chúng ta gặp những anh giao thông là một là sợ, là né ha, hai là chửi, gặp kể về người ta y như là người ta là tội phạm vậy đó. Đó thì thật ra cũng không nên. Tại vì Tùng có lần Tùng nói với bạn, ê mày đứng ngoài nắng được không? Người ta đứng ngoài nắng đó. Cho nên mày đứng ngoài nắng 5 phút mày có quạo không? Thì người ta mà hễ mà ta có hơi khó tính một chút, thông cảm cho người ta. Hoặc là cái lời cảm ơn của mình rất là đơn giản là đừng có xả rác, để giúp cho những cái người ta làm công nhân lao động mà vệ sinh thành phố, đúng không? Dạ, thì Tùng thấy cái điều này là cần phải nêu lên thưa quý vị, bởi vì chúng ta đã quên cảm ơn những người phục vụ chúng ta mỗi ngày một cách rất vô tình. Và lời xin lỗi nữa, em cảm ơn anh Tùng rất nhiều, bởi vì khi mà anh đưa cái chủ đề này á, bản thân em cũng nhìn lại mình có đôi lúc mình cũng quên đó anh, cho nên là kể từ ngày hôm nay mình sẽ cố gắng nhớ nó để mà mình nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc. Và nhân đây thì Diệu Nhi cũng hy vọng là các khán giả đang xem chương trình cũng sẽ cùng Diệu Nhi nhớ đến cái lời cảm ơn và lời xin lỗi đúng lúc và thực hiện nó đúng lúc nha. Cảm ơn Diệu Nhi đã cùng tham gia vào chiến dịch cùng hành động cùng với Studio Hát Chính Thiện cuối tuần. Cảm ơn em thêm một lần nữa vì em đã sắp xếp cùng đến với anh và khán giả và đã chia sẻ vô cùng là đáng yêu, dễ thương và thành thật với tất cả mọi cái góc cạnh của vấn đề. Quý vị thân mến, Tùng tin chắc là sau ngày hôm nay thì những ai đã từng yêu quý Diệu Nhi sẽ yêu quý hơn. Ai chưa biết thì bắt đầu từ talk show này cũng sẽ biến cô này thành thần tượng của mình vì rất là dễ thương, phải không ạ? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ sẽ là lời chào tạm biệt của Tùng và Diệu Nhi. Xin chào. Xin chào. Chẳng kịp trở tay, tình yêu.
yêu là thế đấy. Có khi yêu lâu nhưng chẳng đến đâu, mà khi lơ ngơ đến sâu, ấp ôm vài hôm thôi thì đã lấy nhau. Nên đừng lo lắng khi trai còn đông, hãy tìm hiểu xem hợp hay không. Cứ chọn yêu khi chưa lấy chồng. Và em cũng đã biết bao nhiêu ngày trôi để tìm thấy được người em yêu, nên giờ em lòng vui bao nhiêu. Thế là nay em đã lấy chồng, thế là nay em đã có chồng, thế là xong bao năm ngóng trông, qua bao ngày chờ đêm thương nhớ mong. Cuối cùng em cũng chịu lấy chồng, cuối cùng em cũng chịu có chồng, cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng, không lo buồn sợ con gái lòng bồng. Hey, tình yêu không phân biệt cái tuổi tác, tình yêu không phải sợ hay miền khác, bởi nếu duyên định rồi thì chớ có nghĩ ngợi, ngồi yên đấy mà nhận lấy làm theo ý ông trời. Đi mà không thấy thì nhờ người mai mối, hoặc là tình cũ nhiều khi thấy buồn lại tới. Nên đừng rầu lo lắng vì sợ mày cha hối, vì đường nào cũng có cách rồi em sẽ lấy chồng thôi. Nên đừng lo lắng khi trai còn đông, hãy tìm hiểu xem hợp hay không. Cứ chọn yêu khi chưa lấy chồng. Và em cũng đã biết bao nhiêu ngày trôi để tìm thấy được người em yêu, nên giờ em lòng vui bao nhiêu. Thế là nay em đã lấy chồng, thế là nay em đã có chồng, thế là xong bao năm ngóng trông, qua bao ngày chờ đêm thương nhớ mong. Cuối cùng em cũng chịu lấy chồng, cuối cùng em cũng chịu có chồng, cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng, không lo buồn sợ con gái lòng bồng. Hey, chúc mừng anh em đã có chồng. Hey, chúc mừng hai nhà tình thắm nồng. Hey, pháo diêu hoa đã bay trong phòng. Hey, sang năm nhà mình có cháu hay không. Hey, chúc mừng nay chị đã lấy chồng. Hey, chúc mừng nay cô đã có chồng. Hey, pháo diêu hoa đã bay trong phòng. Hey, sang năm nhà mình sẽ bay con đò. Khi em làm bất cứ một chương trình nào, điều đầu tiên em muốn đó phải là phải có một cái dấu ấn gì đó khác biệt, độc lạ trước đây người ta chưa làm. Với vị trí của Lê Việt thì Lê Việt có khoái mấy cái sân khấu của thầy Lê mình nói không? À, không phải là mình sợ làm không thành công, nhưng mình sợ vào làm hư cái điều mà mình đang rất là yêu nó. Khi mà mình được mời làm thầy Lê muốn nói phiên bản mới, lúc đầu em định từ chối vì em rất yêu thầy Lê muốn nói. Em là một cái đứa theo trời dõi thầy. Ai cũng từ chối luôn á. Đúng rồi, lưu lại. Tầm tầm tăng. Hiền ơi, Hiền ơi.